Xin chào tất cả các cô chú. Hôm nay Duy giới thiệu với các cô chú cái này dòng giả hạt mới của bên Duy nha. Cái này là cây nù tam bố nha. Đây là cây nù tam bố nha. Cây này Duy trồng được 6 tháng rồi nha. Cái dòng mà Di Linh Xuân nù tam bố nha. Cái mặt hoa thì Di có để đào video á. Mùa này nó thác ngọn hết nha, nó chuẩn bị nó xuống lá nha. Cô chú về trồng thì nó ra mầm là sang năm có hoa. Cái này sang năm có hoa hết. Cây này thì Di có ít thôi, không có nhiều nha. Số lượng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nù tam bố nha, mặt hoa rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là Di Linh Xuân nụ tam bố nha. Cây này thì hoa nở tết nha. Còn đây là những cái cây đang làm hoa nha. Cây này là cây đang làm hoa nha. Thác ngọn tù lưu đứng ngọn nha. Cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Duy.